kinh luôn này. Đầu tiên xuống phải xuống Rôm Ren, quán tắm ở Bình Châu này. Mông thì chắc là tay còn mỏng lắm mà sơn, mà mắt thì mắt một mí đấy, một lối mí. Chụp có ảnh này gửi lên. Chạy dốc nữa. Quay là đi chạy đây là chạy bữa xém hết cho đầu gối. Mấy đường ở Lương Sơn mà đã không đi được thì toàn lên đường trên này. Bởi vậy lên đây học. Tổ đi vào đây vẫn còn nàng nữa anh nhỉ? Bên này là xa rồi. Bên này nước khác à? Hay bên này là Lào nhỉ luôn nhỉ? Khả năng là... thế đấy, khả năng tận bên kia là Lào rồi ấy. Lào. Khu vực thôi chứ nó chưa tới đường biên đâu. Đường biên phải phân biệt đấy đúng không? Sao mà... Mình hoa ban ăn thì ăn kẹp. Gần mình mới xuống đèo một chút. Đó.
chủ nhật ít nhỉ. Sinh thì nó bay ấy.